kính chào bạn bạn. Hôm nay có hai em lại nhà mình chơi. Mình có đẩy món là bò xảo qua và bò bít tết. Một lặt là sao? Là mình bên đây mình làm cho nó vàng, cái mình lặt bên kia xong đem ra mình ăn. Giờ ngày mình ăn thử đi. Nói không mọi người ơi. Sao? Ồ, thịt mềm quá. Ngon. Ngọt. Nguyên con bò. Nè, thấy không? À, rất ngon. Cho em gì? Công dụng mà làm mày ngon. Cho em gì? Cho đâu làm gì vậy? Thịt bò làm gì? Đâu có đâu. Nè. Rồi. Cha anh bẻo cả. Rồi, đem mẹ đi. Ngon quá, ăn miếng nha. Mắc rồi cho cha. Quá ngon mẹ. Vừa mì. Vô. Bữa nay gà nhà anh Giang không có gì đãi cho các bạn. Bò. Hôm nãy ba bò có tết. Cái này là thịt bò xào Phú Hoa. Đó. Rồi để ăn miếng thịt bò xào Phú Hoa nha. Các bạn dùng với mình miếng nha. Và miếng bò các bạn. Rất ngon. Sao ngon không? Bò xào Phú Hoa cũng mềm. Công dụng này anh làm được. Hay, ngon. Im. Cái này nó ngọt ngắt ngay luôn á, càng nhai càng ngọt nha mọi người. Mời bạn em. Ngon quá, béo, ngon thiệt. Anh em không biết là bữa nào làm thử nữa. Ngon ngọt mềm. Nghe mình có nước cốt chơi. Tôi mượn cái chảo này đây. Cái này chút là cái gì mình anh để đây mình chút chuyện. Ngon không? Chảo này chảo chiên bò. Bò chiên của chợ. Rất ngon. Vô. Anh Tâm nào. Vô. Chúc em tàu tầm vui vẻ. Em cảm ơn. À, quá ngon. Giấc này nhậu còn gì bằng. Nhậu ngủ chắc tới chiều. Thì quá. Xong. Miếng này á. Hôm qua này đúng ra thì mình sắc nó sắc bự đi ăn mới ngon. Ăn nó ngon. Nó giòn. Giòn. Hôm qua anh sắc giờ bự ăn mới giòn bạn. Đấy chính hai bên của chính giữa còn sống nó ăn giòn, còn thịt ba mà sắc mỏng quá nó mềm sụm ăn hết ngon à. Tem gì mạnh đã ra bạn ơi, đừng nói nha anh em, mình đứng thình nói gì các bạn. Nó một thằng phản tài hai bạn đâm chạy tiếp chú Hải Dĩ Châu. Có luôn hả? Có luôn. Quá hả? Lâu lâu kia nhà anh Giang chơi, anh Giang đẩy món này quá ngon các bạn. Cái gì mạnh hỏi đâu. Mà mình cũng yêu thích. Nhưng mà cái này thì trước đây mình cũng có dùng ở trên nhà hàng. Nhưng mà ăn cũng không được ngon như ở đây. Đây ngon. Anh Giang làm quá trời món này ăn. Nhưng mà anh em các bạn cũng biết là mình còn đang thiếu mấy nha. Cà. Tao ra không dùng mấy cà kẹp này ra. Đây là gắn này phải không? Cái này gắn cái này vô. Cái hút cái là đã. Đây cho chú Ngục Thành này. Cái này là nguồn máu không mọi người. Đây anh em ơi. Lặt quá lặt lại là mềm lắm bạn. Còn im mềm lắm. Mềm sụm mà ngon, rất ngon. Miếng này coi thử ra sao. Ngọt. Cảm giác anh sau khi anh ăn miếng bò bít tết của anh Giang làm. Cứ nhai, đã nhai xong rồi. Bỏ mảnh đời. Gì rồi? Hả? Em biết không? Có lẽ sao? Ủa nó bị khùng hả? Em nó mấy thời gian mới chạy về. Em chơi nhỏ không vô. Chơi bài gì? Điển coi. Chơi chơi nhân lấy. Mảnh nó bị khùng ba. Chơi có bố anh em, bây giờ còn ba anh em hả? Nó bị khùng thì anh em lại nghĩ trong con nít thấy bà.
ngon sao sao cảm giác sao cảm giác anh ăn miếng bò bít tết với anh Giang làm anh cảm thấy con người nó có thoải mái không hay là gì có ngọt như thế nào wow. Em không em không em quá phải tao thử miếng này. À tao nói là tai nghe không bằng mắt thấy người ăn nói như mình chưa chắc tin mình đang thử miếng được mà nhiều lần mình không tin mình ăn cái mình no luôn mở cả bạn ăn ngon 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 đem chén đũa nó mà nó đi về thứ gì để cho mày nhìn ngon lắm bạn bò mềm ngon đây nha cắn gì cái làm gì nó vậy rồi đâu ai mày tự nhiên mày ghé mày đi vậy khùng cái gì không nói vô ngồi ăn thịt bò tự nhiên vô cái đi à khùng quay lại thì quay lại cái quay lại vô ăn bò mày à mày móc bên đây mày chơi dế á thì không có mẹ con làm nước lọt tùm lum chân bắp ơi chả sâu chăng cái lồng nó hùng cha mình luôn vô dạ. Vô các bạn ơi mời bạn ơi bia uống ngọt quá để em làm thử miếng cà cái này KGB kinh giang bia quả có bia luôn kìa ta là độ của nó là 4.75 để em thả vô mình miếng nha miếng bia này uống rất là ngọt nha anh em nó uống cũng ngon như Sài Gòn Xanh với can của mình vậy đó anh em ơi thùng nó tầm giá có khoảng 240 ra anh Giang thì ảnh để bia này không à tại vì ảnh thích là những loại bia này rồi anh em có yêu cầu gì thì xin liên hệ với chúng tôi cái loại 0909 09 quá wow, ngọt quá ăn nghiệt ngán luôn anh em giờ thịt bò nó hơi nguội và mình cứ ăn lại ngán quá bắt buộc quá ngán đó hiểu phải các bạn các con các bà ok vừa ngọt vừa mềm không mà bảo này ngọt đi ngọt đi nó làm như lặt vào là trong chổng vào máu ăn ngọt nó chín hai bên nhưng mà chín giữa nó ngạt chín đó cắt ra trong độ trong nó mềm hai ngoài nó chín nó cứng nó hơi dai ở trong nó mềm nó không chín lắm tại thịt nó không chín thì nó có bảo cắn vô cái thịt nước trong rồi chạy đi học ra ốc ăn đậu ăn này tối nay không biết gì cũng dai luôn ngồi với trà trả mẹ đi ngồi đọc lọc mà lọc á mẹ ơi cha đây cha này mạnh nó làm chỉ khủng cái gì trời con chén đũa nó xong nó đi về hình như là cái câu chuyện này chơi là hình như là không biết ảnh buồn cái vấn đề gì không biết được ai làm gì nó buồn tại vì mình đặt là mạnh khủng ai làm được chạy
thứ nhất bạn quá ngon, ok luôn. Lâu quá thấy chưa? Mình sẽ quay cận cảnh cho các bạn coi. Đây nè bạn. Đây còn miếng mình chưa chiên nè. Đó. Bò xào. Đó đây là hai em mình đó. Hello mọi người. Hello mọi người. Rất ngon. Miếng tách chưa? Bò tái. Đâu ăn thử miếng này. À, Phong mặt hàng Nam ăn thử nè. Thôi miếng anh không? Nha, là món này rất ngon mọi người ơi. Mọi người không tin thì mọi người bắt đầu mọi người làm thử. Thì còn sống nha anh em. Nhưng nha, mà là món này ăn nói chung là cái này mình phải cặp cho cái này thì nó mới ngon anh em ơi. Mà anh lại gì? Hả? Mình lại. Đi vô đây nè anh bạn ơi, làm gì cha? Làm ngon. Nó đi khùng. Điện nãy giờ nhảy tới hết 2000 á. Ngon quá anh em ơi. Có đủ nguyên ca bắt máy mà cuối cùng mới đi chết đi. Quá ngon. Gì? Tắt bạn. Không máy. Anh Duy Mạnh lại, anh Mạnh đi khùng. Nó khùng lắm chịu. Nãy giờ chờ anh Duy Mạnh ăn, ăn rồi anh Duy Mạnh đang lại không? Dạ, tao đẩy món này ăn chưa biết ngon với người ta. Tôi thấy quá trời. Ngon lộn quá, cái số nào quá trời. Đi quần đi kiếm thiết. Ngồi đây nè, ngồi đây, chỗ này nó, chỗ này. Ở chỗ nó được không? Ủa, mạnh khùng. Ôi, kinh uống nào thôi. Để thôi, để uống có đêm á. Uống thử miếng này nè. Vì mạnh bóc, đá bỏ đi mà. Nó đi bữa nào. Em cố rồi, rồi đây sớm bự rồi. Còn cái sửng, cái vệ sĩ đó em, bỏ rồi. Cái sửng là ấy đâu. Cái đĩa này mình làm thì cũng bận lắm anh em. Gì cũng làm lắm anh em. Mình đang ngầu quá nghe anh em à. Đừng có về cái không đậu. Không thấy em ơi. Mình không có nhà. Quên đủ mà. Vô. Vô. Tại vì tôi quên để lại một chiếc mua. Cái nhỏ nó xuất ra. Cái gì? Quá ngon. Quá tên. À, anh Duy Mạnh dùng miếng, anh Duy Mạnh. Dùng miếng phở bánh tét ngon ngọt anh Duy Mạnh ơi. Lấy đĩa anh Duy Mạnh. Vào cắt luôn. Không có đánh số đệ số má gì trên vô dùng về gì. Mời các bạn dùng cái mình. Quay đâu? Mời bạn ăn. Quay đâu? Đứng lên giờ quay lại 30 giây hay sao rồi. Quá ngon bạn ơi. Mời bạn. Ok. Má mềm. Tầm như có máu vậy anh. Ăn nó mình nhai cái nó ực kê. Ngon quá. Anh Duy Mạnh ăn thêm nè. Dung lượng nó hết rồi kìa. Nè anh Duy Mạnh à. Dung lượng bây giờ mới quay lại nè, gạo ghép vô hay gì. Tao tắt cho dung lượng hết thì cũng phải đi. Má đi. Em chi em mất phần này hả? Rồi dùng lên miếng đi anh Duy Mạnh. Anh Duy Mạnh thức thứ bò sao anh Duy Mạnh? Muốn cái quay cũng gần cái tiệm bạc á. Thì gì tôi thấy. Chưa. Bây giờ mình chờ chúc mừng anh em học tụ đi. Rồi 1, 2, 3. Vô. Team mình 4 người mà có một thằng một nó bị gái. Nhân lẫy rồi cái nó đi đâu ta. Ủa gì là tính sao ta? Bà. Cái gái tính đàn bà. Dạ. Thấy không? Cái kêu bỏ đi luôn. Đúng rồi, đi vô chứ làm đem chén đũa sẵn đi mua đồ rồi ai quên ngon quá quá thật biên con mắt rồi chỗ nào đi bánh dùng thử cho mọi người ha, ngọt ngon đi này phải rồi mềm được chưa chưa đâu nói gì đâu đời nào mới cắt đang hết trơn rồi còn bé. Đấy em không đi mua, em đi không mua nó mới cắt đáng ra đằng kia chơi em ăn mà ăn hello cho anh em hai đầu tuần anh em mình cũng lúc này 12 giờ anh em ơi, anh em mình cũng có một tuần thì gặp lại một
không nhiều. Nhưng mà sáng chiều từ chiều tối à. Để anh em mình chơi thì một người là một thùng. Mà bia này thì ngon à. Còn như anh Di Mạnh thì ảnh thành là tướng. Ảnh là công việc ảnh bận rộn hơn tôi rất là nhiều anh em ơi. Đừng có giới thiệu anh là thằng gì nha. Bỏ đi. Tôi là thằng bóng đá. Mạnh là thằng bóng đá được cái. Nằm ngủ nghe cờ, nghe nó nói chuyện biết đi tới đâu. Nó ngon quá bạn ơi. Đây, nằm ngủ đâu có thằng nhân nhà. Nói chuyện là biết nó đi tới đâu. Đi tới đâu à? Đâu có cầm đâu có coi. Phao nằm đấy. À bữa nay báo cáo bạn luôn, mình đang mừng mình được mà đang 3k sub là tức gần 3.000 người đăng ký các bạn. Kênh mình đang phát triển ngon lành. Rất là vui. Chắc trong vòng 1 tháng sau là mình lãnh lương YouTube các bạn. Quá ít. Anh em vỗ tay giùm mình coi. Máu không nha. Ngon quá. Sao anh cảm thấy anh dùng miếng mò đó thấy là ngon không? Thì bắt đầu cũng mới nói là cũng cảm ơn cái người bán. Thì toàn là mình mới có chỗ để mua. Mua xong mình mới có chỗ mình về đem về mình cũng thái này kia, cũng cảm ơn cái dao. Có nói mình sắp mỏng rồi mình mới ăn. Mình chiên. Mình chiên bên đây chắc hơi dày, mình chiên bên đây vừa chín tới, bên kia vừa chín tới, mình cắt cái chính giữa. Chính giữa thì tất nhiên chính giữa còn sống là bạn. Còn sống tất nhiên còn giữ nước. Mình không phải cảm ơn cây đĩa. Cây đĩa. Mà xong á, mình lấy cây đĩa mình chấm. Cảm ơn cái đĩa. Chấm vô cái mình cắn cái xịt nước là trời ngọt hòa. Đừng cắn cái đĩa nha anh. Cảm ơn vợ mình nữa chứ. Vợ mình cho nhậu mình mới ngồi đây nhậu được. Không giờ không cho nhậu chồng phật nhậu được. Bắt đi con. Không à, nãy giờ anh nói thiệt với anh em luôn à. Chào các bạn anh em nha. Thì thịt này thì quá ngon rồi. Nhưng mà tôi dùng cái này anh em cũng biết rồi đó. Đây là trái cà chua. Nhưng mà mình sắc mỏng thì nó không được ngon. Cái độ nó dày như đây thì mình mới biết được cái trái cà chua nó ăn nó ngon, nó ngọt như thế nào anh em ơi. Giờ dùng miếng cà chua nha anh em. Ôi chanh nè. Wow, tái đây. Ngon quá. Nó vừa chua chua ngọt ngọt nha. Ngon quá ngon. Mình uống vô miếng bia để cho nó có độ ngọt lên đây. Có không nè. Video mình bữa nay quay hơi dài bạn. Tại sao? Tại vì anh em mình quay hết cái phần nhậu này cho các bạn coi. Quá ngon. Sao anh Như Mạnh ăn miếng đó, anh Như Mạnh nước ra sao? Ngọt, ngon. Đừng nuốt nha anh. Bây giờ anh có dùng một miếng bò xào hủ qua chưa? Ngọt, 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 ngọt. Dùng miếng hủ qua đi. Hủ qua là dài sắc đi. Khéo rồi. Sắc gì đây nó mới ngon. Khô à? Ừ. Không có đó. Vừa ngọt ngọt sắc bự lên đây là sao đó. Cái gì sắc nó bự không? Hai bên kia chính tới, chính giữa còn sống ăn nó không đắt. Ăn sợ sức bạc. Tại vì thịt bò mình thì nó đang ngọt rồi. Cho nó mà mình có qua là có đó, có qua mà là ta cào á. Làm đá, ăn đâu đắt không? Ăn hết ngon. Ăn với bà ấy. À. Còn ngọt mà. Ngon, nước bọt mọt. Nước bọt luôn. Cả bọt được chứ. Quá thứ rồi mọi người ơi. Ra lên giao, bữa nay lâu lâu ra anh giao, anh đẩy mà ăn quá trời ngon. Ăn mà không biết no luôn. Anh đãi mà tụi nó mua. Ăn mà tới chừng nào đút áo rồi tôi mới nghỉ nha các bạn. Đút áo không? Má gì cũng ngon quá. Ngọt nữa nè. Quá ngã. Này bây giờ bỏ cái chưa hết luôn.
mình sẽ lấy nguyên một miếng nước. Không, cái này là mình. Bây giờ mình đem chanh ớt ra bàn. Lấy cây. Đó. Vậy á. Ngá ngọt. Từ ớt ngọt ngọt. Được. Được. Mời các bạn nha. Chào các bạn. Mình nào. Ờ, có mùi thằng không thấy á. Phải được phút ngoài không ngoài nghĩ. À đem coi còn máu không nè. Ồ. Nhưng mà cái này rất là máu nhưng mà rất là ăn rất là ngon. Ngọt. Nó vừa thơm miệng của mình mà nó vừa ngọt cả thân người. Thì bây giờ tôi chấm một miếng tôi ăn một cái cho nó ngon miệng tôi cái coi. Dạ. Dạ. À thôi mà chấp phòng hai bị thua chứ. À đáp lại. Thơm quá. À. Anh ăn xong miếng bò có bít tết của anh Giang làm anh thấy cảm giác anh thế nào? Không, nó rất là ngon. Rất là ngon. Để anh Giang có thể chỉ cái này cho mọi người đều biết không? Cái này không được, nếu anh em nào có mua thì điện mọi Giang vô làm mọi Giang có ăn chứ nếu như chỉ là không dễ luôn anh. Vậy anh đang lén lúc mình không ăn đâu. Chắc bây giờ nó chơi chơi hai bên vào một lần. Thôi giảng các bạn nói vậy. Thôi giảng. Em giảng trước, anh giảng bàn. Không có vậy. Anh giảng hai bạn. Bạn sao anh giảng hả? Ê, xin chào giảng. Anh hả? Sao không giảng? Giảng mà còn hai nó còn mà nó còn mấy ba đi cơ. Anh đâu á, anh còn bốn. Bốn nó còn hai. Ờ đúng rồi. Em bốn. Nhưng mà chơi sao anh đánh anh cũng chơi. Vậy. Chơi sao không đánh? Thì sao lúc mình gác em hai mấy điểm, mười mấy điểm cho anh người ta nó đánh. Anh chơi. Mà xe đầu gác nó hai mấy bạn điểm. Không, muốn gì nữa coi, tôi chết luôn. Biên đánh anh Giang. Trời ơi. Trời ơi, còn mấy bạn. Biên đánh anh Giang. Không, tỉnh gũ đánh gác là sẽ gũ đánh gác. Không có độ... Ngọc còn chấp là hai bi mà. Tôi nhức nách luôn. Thôi thôi, thôi thôi. Biên đường đánh treo, theo đứng lại. Thôi, chẳng qua hên thôi. Chào các anh em ơi. Tao phải lựa trái, mày bài mày có, mày đánh không có, mày đâu đánh được. Trình giải quýnh đã lắm. Còn một trái mà không. Một trái không có trái đạn, không vui. Có vui cho đó là bọn mình biết. Em mì. Nó trốn qua nhiều cái kiểu, nó đâu để. Còn lắm mà. Anh Giang nó không thể tiết lộ được anh mà các bạn ơi. Có tiêu nữa nè. Đó là tiêu của các bạn thấy tiêu. Tiêu nhẹ mà. Thôi mình cắt này xong mình cảm ơn các bạn đã theo dõi với mình nha. Hẹn gặp lại các bạn tiếp theo. Mình chỉ anh em mình ở nhà chơi thì mình chỉ quay nhiêu thôi. Cũng hơi dài. Còn các bạn chụp coi chán. Thôi video này mình kết thúc. Chào tạm biệt bạn, hẹn gặp lại bạn. Chào bạn nha. Hello.